Ở chờ nước nước đổ. Nhung hư. Trời, những cái loại mà dược thảo quý hiếm này, nhân sâm nè. Ok. Nhung hư luôn. FM mode. Dạng cho mình uống nha quý vị. Một cái dạng cho mình uống nè. Một cái ở trong này nè là một thùng như vậy đó quý vị. À, nó có tới 30 gói lận nha quý vị nha. 30 gói mà một bịch như vậy là 80 ml lận quý vị. 80 ml nha quý vị nha. Thì ở trong này nó rất là tuyệt vời, nó có hai hộp, mỗi hộp là 15 gói. Mà cái này là cái dạng chúng ta uống liền nha quý vị. Đây là một cái loại mà dưỡng chất rất là tuyệt vời. Quý vị nhìn thấy không? Nó vừa là có nhân sâm, nó vừa là có nhung hưu. À, rất nhân sâm nhung hưu rất là tuyệt vời nha quý vị ơi. Okay. Nhung hưu là cái vấn đề sẽ làm dẻo gân cốt thì kia rất là mạnh luôn mà anh Tuấn Mã. Dạ. Quý vị đó, thấy nhung hưu đó. Tuấn Mã có cái hộp này rất là quý báu đây. Đó, là cái sừng nai. Là sừng nai nha quý vị nha. Nhung hưu đó. Nai nó sắc ra từng mỏng mỏng á. Cái này được tẩm thuốc rất là kỹ lưỡng, mà cái sừng này á, là sừng non nữa, được xuất xứ ở bên Hàn Quốc rất là hiếm. Cái này là Tuấn Mã có để hỗ trợ cho những vị khách đặc biệt yêu cầu, chứ không từ mấy năm nay rồi là những vị khách thích và biết được những cái sản phẩm này để mà nấu cháo, hầm rượu vân vân để bổ cực kỳ luôn. Đây là trời ơi, tôi thấy cái nhung hư á, sừng nai á, sừng nai đó. Thì tuy chúng mẹ biết là có cái gì là cũng không phải là một cái sản phẩm rẻ, cho nên là chỉ đưa lên để cho quý vị nào có nhu cầu để mua những cái sừng nai để làm bổ dưỡng cho cơ thể của mình á, to ghê ha. Đó này sức ra rồi mà nó từng lát nữa quý vị nha. Đó, rất là đặc biệt, cái này hiếm lắm. Cái này là loại hàng cực hiếm nha, hàng này hàng cực hiếm. Cái này chỉ dành cho Tuấn Mã nó thật, không phải là khách VIP, nhưng mà thật ra gọi là VIP. Tại vì cái này là chỉ có những người là biết chơi thôi. Chứ mà nhiều người thì không biết thì Tuấn Mã không nói được. Đó nha, đây là nếu quý vị nào có nhu cầu để mà muốn mua những cái sản phẩm đặc sản như vậy, chẳng hạn như luôn cả những con đông trùng hạ thảo mà bên Tây Tạng á, Tuấn Mã cũng có luôn nha. Quý vị nào muốn mua đặc biệt thì Tuấn Mã sẽ cái này là phải đặt riêng á, đặc biệt á, chứ không phải lúc nào quý vị tới cũng có hết nha. Tại vì cái hàng này Tuấn Mã không có thể để sẵn được, chỉ có khi nào khách hàng hết rồi đặt refill đó thì Tuấn Mã mới làm thôi. Rồi, nhưng mà hôm nay á, Tuấn Mã muốn đem đến cho quý vị một cái sự đặc biệt khác lạ, đó là trong tất cả những cái sừng nai thì nó nằm trong đây. Đó, quý vị thấy không? Có nhân sâm nước uống thì nhân cái này á, quý vị phải làm hâm nấu đủ thứ, còn cái này á là chỉ quý vị mở xé ra cái bịch này thôi. Bây giờ quý vị không tin á, mà Tuấn Mã mà uống vào á nha nó khỏe lắm, là tối nay á là cái như bức tường dày gấp 3 cái 4 lần đục cũng lủng luôn, chứ không phải là thời dẫn chơi đâu, là cái này là cực kỳ luôn. Cái này mà quý vị uống buổi sáng đó là quý vị sẽ dinh dưỡng. Cái dinh dưỡng này là con trâu quý vị gục nó cũng ngã nữa nha, nó mạnh khỏe. Nó không phải là mạnh giống như là uống bò hút hay là tăng lực gì cả. Nó thuộc loại là nó làm cho mình kiên, cơ thể mình cường tráng, khỏe mạnh, cứng rắn thưa quý vị. Đó thưa quý vị nha. Chứ không này là mấy bác nào mà bị suy nhược cơ thể hay là từ bệnh viện về đó anh Tuấn Mã. Mình dùng cái này ra là tuyệt vời luôn. Đây là những cái công dụng, đây là một cái vị thuốc bổ cho cả nam giới và nữ giới luôn. Đó, nó tăng, đầu tiên là một cái loại thuốc bổ có cho nam giới và nữ giới, và nó có tác dụng đối với cái hệ tim mạch. Wow. Đó. Ví dụ nào quý vị biết á, là nó kích thích đến cái sự tim mạch là một cái điều rất là quan trọng. Là ai mà bị yếu tim và hơi thở cứ như là khổn hển thì dùng cái tinh chất sừng nai của Hàn Quốc này sẽ giúp đỡ cho chúng ta thở được khỏe mạnh hơn, nhất là ai mà không có đi tập được, chẳng hạn như bị đột quỵ. Nếu quỵ nào bị đột quỵ thì nó ảnh hưởng tới tim mạch nữa chứ phải là không, và không có sức khỏe để mà gọi là kháng cự lại và chống lại, hoặc là để chúng ta có thể tập dượt về trong cái
cái therapy là cái như là vật lý đi mà vật lý trị liệu thưa quý vị, và tăng cường đó sức khỏe đó và tăng sức đề kháng luôn. Quý vị uống vào này á, là vi trùng loại thứ thiệt đó, vi trùng mà 19 mà bây giờ là 20-21 nó cũng không xâm nhập được luôn quý vị nha. Đó là ý muốn nói đây là cái sức mạnh của cái sừng, tinh chất cái sừng nai này nó sẽ đề kháng, đưa lên cái sức đề kháng của quý vị tới cực hữu hiệu, cực tốt. Và đến đó là sự hỗ trợ về cái bệnh xương khớp đã, bệnh gan, bệnh gáp đó, gao đó, đó quý vị nha. Ai mà bị gao uống cái này rất là tốt nha. Ai mà bị bệnh gao hay là khớp xương, nhất là trời lạnh đây, đúng rồi, nó tái tạo cái sụn khớp đó, thấy không, nó tái tạo được bôi trơn các khớp xương. Thì cái phần đó là quý vị, đó là quý vị nên đọc ở phần dưới để quý vị thấy rõ là nó tái tạo ra, nó tạo ra những cái tinh chất nhuệ ở trong những cái khớp xương của mình đó. Và cái đồng thời tới đó là nó tăng cường cái sinh lý. Nói tới đó thì không cần phải nhiều nha. Thứ nhất là giữ được hạnh phúc, thứ hai là có sự tự tin, thưa quý vị nha. Và đầu tiên đó là sự hạnh phúc lâu dài đó. Hỗ trợ cho tiêu hóa đó thưa quý vị, đấy là khi chúng ta ăn uống mà không có được tiêu hóa là chúng ta rất là khó ổn định được cho cái cơ thể của mình, làm cho chúng ta ngủ ngon, ngủ tốt, ngủ sâu đó, và tăng cường nhiều the good trong cái dạ dày của mình đó. Đó quý vị thấy không, rất là nhiều điều đó. Rồi nó prove luôn cái gu xích của mình nữa, và tăng khả năng cái hấp thụ đầy của các cái tinh chất dinh dưỡng của mình. Và cái phần thứ năm là một cái sự đặc biệt, đó là giữ được cái nét thanh xuân của quý vị là chống lão hóa nha. Đó, tất cả những cái điều này chúng ta rất là cần, không có cái nào mà còn gọi là kinh khủng nữa. Cái này là lời bác trong là, cái tứ quý đại bổ này. Đây là vua sâm hương. Đây là vua sâm nhung. Sâm nhung. Tinh chất nhung hương. Sâm. Dạ. Nha. Nhung sâm. Đây là vua tinh chất nha, tinh chất nhân sâm, nhân hưu. Nhung hưu. Nhung hưu. Đó. Nhung sâm luôn. Dạ, như đó thì nhung sâm. Dạ, nhung sâm. Nhung sâm. Đúng với đúng, nhung là sừng nai, sâm là sâm của Hàn Quốc thưa quý vị. Đó. Vâng, mà cái này là một bịch như có 80ml lần đó quý vị. Đúng vậy. À dạ. 80ml lần quý vị ơi. Thành ra mình nguyên một thùng luôn anh Tuấn Mã. Hay sao anh Tuấn Mã, mình có nhiều bao nhiêu gói anh Tuấn Mã? Cái này là Tuấn Mã muốn gửi đến cho quý vị, nếu mà quý vị nào á muốn mua, tại vì Tuấn Mã không có muốn để cho quý vị là bị kẹt nha. Quý vị nào muốn mua 10 bịch á nha, 10 bịch là đây là vua dược thảo quý vị, đây là vua dược thảo vua dược thảo tinh chất nhung sâm nha quý vị nha. Đó, có ông bác sĩ của Hàn Quốc rõ ràng cái này rất là nổi tiếng. Quý vị nào mà muốn mua 10 bịch nha, 10 bịch Tuấn Mã gửi đến cho quý vị 10 bịch nha, 10 bịch để mà quý vị sử dụng được cho nó tốt nha. 10 bịch Tuấn Mã xin gửi đến cho quý vị 10 bịch, giá thường của nó 10 bịch là mỗi 10 bịch trị giá của nó là 45 đồng cho 10 bịch nha. 10 bịch hôm nay Tuấn Mã đặc biệt á, là sale cho quý vị, tại cái này rất là hiếm nha, rất là hiếm vô cùng. Tuấn Mã cũng gửi đến cho quý vị 10 bịch chỉ có đặc biệt trong ngày hôm nay nha, chợ Tết nha. Đặc biệt Tuấn Mã gửi đến cho quý vị cái này là những người không biết nhảy đầm á, là tự nhiên là nhảy à, là tại nó khỏe đến mức độ là tay chân rung, là cái tay chân tự nhiên biến cái như là di động được liền á, mà nếu ai biết nhảy nữa là ra nhảy là không biết ngừng luôn, khỏe đến mức độ đó. Hello. Giờ nghe đây. Dạ. Rồi cho chị Hạnh mời mời mời. Rồi được. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn người rất đặc biệt này á, là gọi vô đầu tiên là Tuấn Mã tính bán cho quý vị là 40 đồng. Thank you rất nhiều nha, thank you rất nhiều. Nhưng mà có người khách đặc biệt gửi gọi vào mở hàng cho cái sản phẩm này, Tuấn Mã xin gửi đến quý vị là chỉ có đặc biệt nha, thay vì Tuấn Mã tính để là 40 đồng, nhưng mà cái đặc biệt của cửa khách
đầu tiên đã làm cho tất cả mọi người cũng như Tuấn Mã được cùng cái giá tốt, chỉ còn có 34 đồng 50 cent mà thôi cho 10 bịch nha quý vị nha. Quý vị nào muốn mua 30 bịch cũng được hết, quý vị mua bao nhiêu cũng được hết nha. 10 bịch xăm nhung hu ha. Dạ, rồi. Cái này á quý vị chỉ cần uống 10 bịch xăm nhung hu. 5 bịch thôi nha, 5 bịch thôi là cái tuần đầu tiên đó, là trước tiên là quý vị tự nhiên thấy là tay chân là mứa máy liền, là tự nhiên là quý vị sẽ cảm thấy rằng có một cái luồng khí chạy vào ở trong cái cơ quan, cái cơ thể của mình, là quý vị sẽ nhận định được rằng là cái sự minh mẫn, là thứ nhất là quý vị sẽ thấy là cái mắt của mình nhìn nó sáng ra, tại cái đầu óc mình nó minh mẫn, tại nó rất có nhiều cái chất dinh dưỡng. Và bắt đầu là quý vị cảm thấy là không có cảm thấy đau nhức trong người nữa. Và đem đến một cái vị điều là cái gì, là quý vị sẽ được khi uống một thời gian lâu thì quý vị sẽ thấy được một cái điều, đó là nó thay đổi được cái máu huyết trong cơ thể của mình. Vì nó thay được cái máu huyết cho nên nó mới làm cho chúng ta được cái điều gì, là trẻ mãi, giữ cho được cái nét thanh xuân, làm chống đi cái lão hóa của mình. Đó là cái mà quý vị sẽ để ý, là sự chứng thực của cái vua nha quý vị, vua tinh chất nhung nhung sâm này thưa quý vị nha. Nhung sâm nhung hưu nhân sâm cũng được đó, rất là đặc biệt nha quý vị. 10 bịch của nó nha, 10 bịch nó chỉ có 34 đồng 50 cent. Quý vị nào mà muốn mua 30 bịch nha, muốn mua 30 bịch, Tuấn Mã sẽ có cái giá đặc biệt cho quý vị nha. Quý vị nào mua 30 bịch trở lên nha, chỉ còn đặc biệt trong chợ đêm ngày hôm nay chỉ còn có 29 đồng 50 cent mà thôi, là quý vị nào mua 30 bịch trở lên nha, 30 bịch trở lên chỉ còn có đặc biệt trong chợ đêm nha, chỉ còn có 29 đồng 50 cent mà thôi. Xin quý vị gọi vào số điện thoại là 7142909902 và 4084997523 thưa quý vị. Alo, Minh Lan nghe ạ. Cái này là quý vị. Dạ lấy bao nhiêu ạ? Cùng ví dụ như là quý vị dạ, là con cái 95. Mua cho ông bà. Dạ, vâng, rồi lấy 30 bịch ha. Xong rồi á, dạ, mua rồi. Cho ông bà. Okay, 30 bịch. Nha, mua cho ông bà. Dạ, rồi hơn. Nhưng tự mình uống. Quý vị nào đang cái gì là đang ở trong bệnh viện và đang nằm trong dưỡng trong bệnh viện hoặc là mới xuất viện vì mổ, mổ nha, mổ mới mổ ra, thì xin quý vị sử dụng vua tinh chất nha, tinh chất nhung hưu nhân sâm này, bảo đảm quý vị sẽ phục hồi nhanh lẹ và sức khỏe dồi dào để chúng ta đón cái Tết đã sắp tới thưa quý vị. Chúng ta còn 2-3 tuần thì đúng ngay trong cái ngay bây giờ, Tuấn Mã rất là mong quý vị hãy hưởng dụng sản phẩm tinh chất nhung hưu nhân sâm này thưa quý vị. Vậy là 30 bịch chỉ có 29 đồng 50 xu, chính là còn có 1 đồng bịch rồi hả? Quá rẻ vậy. Thì cái như là mình mua không kìa. Mua 30 bịch trở lên. Trời ơi khổ, mua 30 bịch trở 29 lên 29 đồng 50 xu cho 10 bịch. Đúng rồi. Em phải ghi thêm là 29 đồng 50 xu cho 10 bịch. Còn mua 30 bịch trở lên á thì là sale 29 đồng 50 xu cho giờ dạ, một bịch. Phần là 10 bịch thứ vị để ý dùm xin phòng sau để ý dùm, viết cho nó rõ là mua 30 ba phần á, cứ như ba phần đi, mua 3 phần trở lên á, thì mỗi một phần chỉ có 29 đồng 50 xu. Bây giờ đó mình là chị Lam, Mỹ Lam mới nhìn lại nó, ô quý vị đừng có lẫn lộn, Mỹ Lam xin được lặp lại nha. Hiện nay chúng tôi hôm nay 34 đồng 50 xu cho 10 bịch, nhưng mà nếu quý vị mua 3 phần trở lên thì chỉ còn có 29 đồng 50 xu cho một phần mà thôi. Gọi vào ngay, đúng rồi, gọi vào ngay 7142905902. Quý vị, nha quý vị. Quý vị, Tuấn Mã nói thật, quý vị chỉ cần uống nửa bịch thôi. Không. Nửa bịch thôi là quý vị thì cảm thấy vui ngoại rồi. Dạ rồi. À, mà nếu mà các ông á, các ông mà uống cái này vô á, là quý vị cái ông mà trẻ tuổi còn ham muốn á, còn có cái sự sống sót sau cái cánh cửa trở thành là một lực sĩ, một lực sĩ cần mình hai bịch, như là thay vì không cần ba chàng ngựa lâm tháo thủ rồi có phải cần cái ba cái kiếm ba tháng luôn, nhưng mà một mình thôi, một mình của mình thôi là mình đủ sức cầm ba cái kiếm, một mình của mình thôi cũng đủ rồi, nó mạnh và nó khỏe. Dạ. Đem lại bồi dưỡng cho quý vị. Rồi, có như có 30 đồng cho một phần, chị mua 3 phần như vậy. Quý vị mà hưởng dụng sản phẩm 3 đồng một bịch tinh chất nhung hưu dạ này rồi. Quý vị sẽ cảm thấy dạ rồi, lực sức khỏe vô biên.
đau khớp, những cái khớp xương không còn đau nữa. Ai mà đang bị bệnh gao là bệnh mà bệnh gao đó. Alo, dạ, nha. Dạ. Ai đang có cái sự trở ngại gao đó một là nó là đưa cái tin đó lên, nha, đưa cái phần mà bổ ích cho cái nhung u này, đó là quý vị sẽ rất là vô cùng sẽ cảm ơn đến Tuấn Mã đã đi tìm được cái sản phẩm này vậy, nha. Cái này cực kỳ luôn, cực kỳ luôn quý vị, cho nên là rồi. Tuấn Mã xin quý vị hãy tiết kiệm tới 15 đồng mua cũng như là cho mình và cho ông bà của mình. Ông bà nào đang yếu đuối, ông bà nào đang yếu đuối xin gọi vào, ông bà nào hay là các anh chị nào đang thiếu, đang thiếu xin gọi vào đó, đưa cái phần mà bổ ích của cái dung dâu này lên để cho quý vị thấy, rất là đặc biệt cho quý vị nha. Đó, không cái kia là cái vừa phần á, dạ rồi. Cái đó cũng được, cái đó cũng được cho nó dễ thấy cái hình đi, đó từ cho đau dạ, nhất, đó, cho dạ. đau nhất rồi, dạ rồi. Cho sức phần khỏe luôn. Rồi đúng rồi, lấy 30 bịch rẻ hơn đấy chứ, dạ, phải nói là 15. Bộ não rồi tay dạ chân rồi, cảm ơn quý vị, dạ. Hồi xưa ông bà mình nuôi mình lớn lên, bây giờ mình có, nếu mà anh chị nào thấy được mua cho ông bà để bổ để trả hiếu nha, để trả hiếu cho quý vị nha. Đó, đặc biệt đúng không quý vị, tôi mà dám bảo đảm quý vị luôn, quý vị đi nè, quý vị nào lên online đó quý vị sẽ thấy nha, muốn dò bằng cách này á, dò những sản phẩm mà quý vị mua của Tuấn Mã cũng như là mua ở trên mạng của vậy, quý vị sẽ thấy được cái giá tốt cỡ nào nha, quá là tốt nha. Đó, đấy, Tuấn Mã là chụp cho quý vị thấy là cái sản phẩm này nó đặc biệt cái cỡ nào, nó rẻ cỡ nào luôn đó. Cái này mà nói thiệt quý vị uống, nhất là ví dụ mà ai mà cần gọi là sức khỏe, cần có lực lượng trong người để mà đối diện. Đó, quý vị thấy á, là đang có nè 41 đồng cho 10 bịch nè, 41 đồng nè. Đó, 41 đồng á, 41 đồng thấy không? Là cái đó là mua là phải trả tiền shipping á. Đó. Đó, có những chỗ là 200 mấy luôn. Cực kỳ luôn đó quý vị. Đó. Còn cái này á là ở trên Amazon nó bán á là đây coi nhiêu này. Đó. Bán là 10 bịch 75 đồng, dễ sợ. Đó thưa quý vị. Đó, hôm nay tôi mã đặc biệt gửi đến cho quý vị chỉ có giá là 29 đồng 50 cent khi quý vị mua 3 phần trở lên, quá là rẻ. Bảo đảm quý vị sẽ rất là hài lòng đối với sản phẩm khi mà quý vị sử dụng, là quý vị sẽ thấy rằng lực sức kiểu như là tay chân khỏe mạnh và đem lại cho quý vị một cái điều đó là sẽ không có làm cho quý vị sợ một điều ai cũng đang sợ, đó là dễ bị đột quỵ nha quý vị. Tại vì cái này á, là nó là cái chất đề kháng của nó là cực kỳ cao, cho nên nó giúp cho chúng ta đầy đủ khỏe. Gọi vào ngay khi ở chúng tôi mình đã đặc biệt vô cùng, quý vị mua 3 phần trở lên đi là 30 bịch chỉ còn có 29 đồng 50 xu cho một phần thôi nha quý vị nha. Dạ alo Mỹ Lan. Dạ rồi. Dạ cái không, cái này là bịch nó dạ, xé ra thôi. Phần à? Mình muốn thì mình bỏ một phần là 34 đồng thôi, mà còn không mua bỏ phần thì lên bỏ chỉ còn lại 29 đồng 95 thôi. Cái nghĩa là lạnh uống dễ hơn chút, hơn 15 đồng. Dạ. Rồi. Rồi chị lấy 3 phần. Lấy thử 10 bịch rồi. Dạ rồi, lấy 3 phần. Ok, không sao. Tiết kiệm được 15 đồng. Không, 20 bịch cũng vậy. Lấy 30 bịch thì còn 29 đồng 50 xu. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Đó, đây là đây là doctor gì đây, ông đây là một bác sĩ, là một bác sĩ chuyên về dược thảo của Hàn Quốc. Thưa quý vị, chỉ có 29 đồng 50 xu quý vị mua 3 phần trở lên. Cái này rất là tốt, nó có nhân thì là không biết bao nhiêu người đã biết được cái sản phẩm tại này vì rồi. Thường thường chúng ta thấy hát xong được dạ rồi. Chung với rồi, lại lấy 30 bịch cho chúng ta một rồi, cái sản phẩm nha. Rất là tốt nha quý vị. Rất là tốt cho con sức khỏe của chúng ta. Đó, quý hiếm. Rất là phải nói là tôi mãi nói thì quý vị là nó hoàn toàn là cái sản phẩm này là sẽ đem lại cho quý vị rồi cực kỳ. Nếu quý vị nào mua 30 bịch á thì nó sẽ ở trong một cái hộp nha quý vị nha. Nó sẽ trong một cái hộp để quý vị biếu tặng cho ba mẹ nha.
À, nha quý vị nha, rất là đặc biệt đó. Quý vị có thể chụp hình và tra khảo luôn, cũng như là quý vị chụp hình của giống như là ngũ củ đại gì đó, đó. Nói toàn nói đại không à, chứ không giờ mà nói thực tế hết. Đây là sản phẩm có đầy đủ dựa theo chích ra từ trong cái sản phẩm rõ ràng, chứ không có thể nào tự biên tự diễn mà tự nói được thưa quý vị. Bây giờ chúng ta dạ hello. Dạ. Vâng, dạ, thưa quý vị, gọi vào ngay 7129059592 và 4098499323. Vua tinh chất nhung hưu và nhân xong là đặc biệt chúng tôi chỉ còn có 34.50 xu cho 10 bịch. Quý vị mua 3 phần trở lên, tức là mua 3 phần thì chỉ còn có 29.50 xu cho một phần mà thôi. Chúng ta có nguyên một cái hộp như 30 gói rất là tuyệt vời, để chúng ta có thể giữ vững sức khỏe của mình, hoặc là gửi tặng cho người thân nhân của mình trong cái dịp Tết này nha quý vị, là chúng ta quan tâm đến sức khỏe của mỗi người nha quý vị. Dạ, cái này là còn quý vị nào mà muốn muốn thử coi nó làm sao để mình biết được cái sản phẩm như thế nào tốt á, là quý vị có thể ra Westminster vào ngày mai, quý vị có thể mua một bịch để mà uống bảo, rồi lúc đó là quý vị sẽ thấy rằng là tự nhiên là muốn nhảy với những cái bản nhạc mà chúng tôi sẽ hát, tại vì nó sẽ đem lại năng lực đầy đủ cho mình và quý vị sẽ cảm thấy cơ thể được ấm áp luôn. Đó là một cái cách mà chúng ta muốn chia sẻ để bảo đảm cho quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái